Quý vị thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Và ngày hôm nay Phi cũng nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ là ở đây có một cái hoàn cảnh gia đình hết sức là đặc biệt khó khăn. Thì đây là một người chồng, anh thì anh tên Hưng đúng không? Dạ. Yeah. Anh Hưng thì năm nay 42 hả? Dạ. Nhưng mà anh bị bệnh tim rất là nặng. Bên cạnh đó là có một người vợ thì không biết là bị bệnh gì mà nằm một chỗ hơn một năm nay, có ba đứa con. Thì Phi cũng nhận được cái thông tin và đến đây tìm hiểu để hỗ trợ cho gia đình. Bây giờ quý vị cùng Phi mình đi vào bên trong để mình tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh này nha. Dạ. Đi vô trong anh. Dạ. Phi mời quý vị đi vào bên trong nha. Dạ, chào chị ha. Dạ. Rồi anh ngồi đó đi ạ. Dạ. Dạ. Rồi trước tiên là Phi hỏi anh một chút nha. Thì được biết là anh bị bệnh tim á, là anh bị như thế nào ạ? Dạ, bị tim là đa thét kén thằng tim này, mệt miết. Mệt miết hả? Dạ, ra nắng mệt. Ra nắng dạ. Chiếu là nó mệt. Rồi dạ. Có làm được gì không? Dạ không, làm nặng không nổi. Làm nặng là không nổi. Anh bị bao lâu rồi? Dạ, 6-7 năm. 6-7 năm rồi hả? Dạ. Như vậy rồi bây giờ mình vẫn còn uống thuốc chạy chữa không? Dạ, uống thuốc định kỳ, ngày mua phải uống. Ngày nào cũng uống thuốc tim dạ. Trợ tim không? Dạ, bác sĩ cho cái tôi thì uống. Rồi có đi khám chữa gì không? Dạ, có đi khám mới là lấy thuốc. Rồi đây là cái giấy siêu âm của anh hả? Dạ. Dòng van ba lá hả? Dạ. Cái này là mình bị hở van tim hả anh? Dạ, hở van tim. Hở mấy lá anh? Hở 3 lá 4 phần 4. Hở 3 lá mà 4 phần 4. Trong này là kết luận là gây hở van 3 lá nặng 4/4. Rồi tồn tại lỗ bầu dục, rồi giãn bùng tim phải, chức năng tâm thất bình thường. Rồi. Cái này là giờ là mình chỉ uống thuốc để cầm cự hàng ngày đó hả? Dạ. Rồi có cái phương hướng gì chạy chữa tốt nhất không? Dạ, hồi đó mới ấy thì nó mổ mà. Hồi đó kinh tế không có, có nhà mua, không có kinh tế chạy không, nó mổ mà. Không có điều kiện để mổ. Nói chung mổ là tốt nhất hả? Dạ. Nhưng mà vẫn không có cái điều kiện để mổ. Dạ. Dạ, ví dụ như cái kinh phí mà mổ nên là khoảng tốn kém khoảng bao nhiêu? Dạ, không hầu đợt trước nữa, nghe nói là 200. 200 triệu luôn hả? Dạ. Cao quá ha. Rồi anh chị là có ba đứa con? Dạ, ba đứa con. Lớn chưa? Con anh chị lớn chưa? Con đứa học lớp 11, đứa học lớp 9 nha. Một cháu là học 11, một dạ. Cháu là học lớp 9. Dạ. Còn một cháu? Đứa học lớp 3. Còn một cháu học lớp 3. Dạ. Ba đứa. Rồi, để hỏi thăm chị một chút nha. Đây là chị vợ của anh, là chị tên gì đây? Hoàng Thị Thu Hiền. Thu Hiền hả? Dạ. Hoàng Thị Thu Hiền. Dạ. Dạ. Quý vị đã thấy chị Hiền là năm nay ba mấy hả? Dạ, 39. Chị Hiền 39 tuổi. Dạ. Đây là cái máy gì đây chị? Dạ, cái máy nó để chạy cho nó. Máy gì tim cho anh gì? Hả? Máy hỗ trợ. Hỗ trợ gì tim? Hỗ trợ tim hả? Hỗ trợ bóp cái máy cho khỏi đạm lại huyết khối mới. Máu lưu thông về tim cho gì? Dạng như là máu, cái máu của chị nó không có lưu thông hả? Dạ. Là bệnh của chị là bệnh gì? Huyết khối toàn tĩnh mạch. Huyết khối toàn tĩnh mạch. Dạ. Huyết khối toàn tĩnh mạch hả? Cái dạ. Bệnh gì nghe lạ dữ ha? Dạ, bệnh hiếm. Bệnh hiếm nó bệnh hiếm. Bệnh hiếm có hả? Dạ. Trời, huyết khối toàn tĩnh mạch. Có nghĩa là cái máu nó chuyển thành huyết rồi. Máu nó đóng lại thành huyết, nó không dạ. Có lưu thông. Dạ. Nó không có bơm lên trên trên tim, trên não. Dạ. Cho nên là mình phải dùng cái máy này dạng như là để massage cho nó tan dạ. Máu, đúng không? Dạ. Nói chung cái bệnh này là rất là hiếm gặp. Dạ. Chứ hồi xưa nó thì nói thì cát cho chân này cũng khỏe. Được. Hôm nay trời bệnh, đây là trời nó lành này nữa. Đông chứ. Nó đông hả? Nó đông chỗ này nữa. Toàn đây. Từ chỗ đó đông xuống luôn hả? Dạ. Hồi xưa mình cắt cái chân là được hả? Hồi xưa thì như bị nó cắt liền thì được chạy yeah. Chữa không tốn tiền. Chạy cái má này nó hè tùng một tháng 4 triệu.
Cái máy này hả? Cái bác sĩ nó cái máy nó bác sĩ thuê giùm cho, chứ còn cái này mình trả cái này nè. À, dạ. Trả cái không, này hả? Hàng tháng 4 triệu. Tháng 4 triệu luôn? Dạ. À, là hai cái này đây đúng không? Dạ. Rồi, nói chung là bây giờ phải dùng cái máy này để là dạng như là nó cho massage đúng không? Massage cho nó máu nó lưu thông, nó tan ra. Là chị bị bệnh này lâu chưa? Dạ, 3 năm rồi. 3 năm rồi hả? Dạ. Nhưng mà chị nằm một chỗ miết rồi hả? Nằm một chỗ năm mấy rồi. Năm mấy rồi hả? Dạ. Còn mấy bữa thì ngồi được, mấy đợt ngồi được đi toilet nhát nhát hả người vậy? Giờ là nằm luôn đó hả? Dạ. Không có đi được luôn? Dạ. Trời, cái bệnh gì mà kỳ quá vậy ta? Rồi bác sĩ nói sao chị? Bác sĩ chờ nó hỗ trợ cái này để cho mới trị được cái ngọng. Trị cái ngọng thôi hả? Dạ. Với chờ cái này chữa đâu được. Chị đi ở bệnh viện nào? Dạ, Đà Nẵng có, Bệnh Đức có, rồi ở Chợ Rẫy cũng có. Đi Chợ Rẫy rồi hả? Dạ. Nhưng mà vẫn không được gì hết? Dạ. Trời. Bệnh này là bệnh hiếm gặp. Dạ đúng. Dạ, dạng như là bây giờ là máu là từ nó chỗ thắt lưng nên nó xuống là nó không có lưu thông, nó đóng thành huyết đúng không? Dạ. Là mình phải dùng cái máy này mình cho bơm bóp miếng cho nó tan ra. Dạ. Còn ở trên thì vẫn còn bình thường. Dạ. Nhưng mà khả năng là nhưng mà có nay cái cục này nó trâu lên phổi đầy hồ môn ma. Như vậy là khả năng là mình đi khi nào không hay. Dạ. Khi mà nó cục nó ăn đại lên là nó ăn lên là nó nguy hiểm. Nhưng mà mới năm trước là nó còn dưới này hả? Dạ. Trời ơi. Hồi đó mà mình cắt liền là được hả? Dạ. Lành lặng. Đi trời nói bác sĩ nó giữ được cái chân ngọn được. À, trời ơi tội chị. Hồi trước chị có làm gì không? Đi mai. Đi mai à, công nhân mai hả? Dạ. Chị mai ở đâu? Mai ở Kim Tình. Kim Tình ở đây hả? Ở Hương An. Hương An hả? Dạ. Dạ. Thì hồi trước ông chồng đa thì ông ấy nhòa nhưng giờ phải đi lùm nuôi một con chồng hút thuốc. Dạ. Yeah. Cà miết đứt nó phát bệnh lấy. Dạ. Yeah. Chị đi làm việc vất vả quá rồi nó phát bệnh ra. Yeah. Nhưng mà cái bệnh này là bác sĩ nói nó nguyên nhân nó bị như thế nào, vì sao mà nó bị? Dạ. Yeah. Thì bác sĩ nói là do ngồi nhiều quá, dọn nên nó có sức lô động mà đấy. Ngồi nhiều không vận động nhiều là máu nó đông lại đó. Máu nó đông lại mình không biết, mỗi lần đi mai về cái chân hốc lên mà mình không biết. À, có nghĩa là chị mai rồi chị ngồi biết chị ít hoạt động đúng không? Cái rồi máu nó đông lại hấp chân hấp lên mình không biết được. Chân hấp lên mình cứ nghĩ mai ngồi miết hấp chân. Dạ. Không đa tới hậu đa đứng lên đi không được luôn. Dạ. Trời. Rồi bây giờ là mỗi tháng mình phải nộp vô 4 triệu để mua cái này. Dạ, còn tiền thuốc chưa nói. Tiền thuốc chưa nói hả? Trời. Trong khi đó anh lại bị bệnh tim nặng đúng không vậy? Dạ. Rồi bây giờ có cái nguồn nào, có kinh phí nào để giúp cho anh chạy không? Không, trả hết là mượn hết. Mượn đủ nơi rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ chuyển đâu mà mình lấy mình chạy chữa? Thì họ cho được bao nhiêu họ cho. Dạ. Rồi bình thường là anh không làm được việc nặng đúng không? Dạ, không việc nặng, chỉ có làm phụ nhẹ nhẹ. Làm nhẹ nhẹ là anh làm những việc gì? Thì dọn dẹp phụ họ, lùm rồi họ cho tiền bao nhiêu họ cho. Rồi cũng quanh quanh trong xuống trong làng mình hả? Dạ, xuống làng. Anh em rồi gồm con thì đi học thì cũng có xuống làng rồi cũng giúp đỡ với lại cô thầy rồi cũng thấy hoàn cảnh như đứa là cổ động cho học. Dạ. Rồi anh chỉ là anh em rồi có đông không? Dạ đông. Gia đình riêng hết. Dạ, anh em là có gia đình riêng hết rồi. Dạ. Rồi hiện tại là chị thấy trong người như thế nào, sức khỏe của chị trong người thấy có cái gì mà nó mệt mỏi, nó khó chịu không? Dạ, sức khỏe thì mệt với ban đêm nhất nhiều hơn ban ngày. Ban đêm là nó nhất hả? Dạ. Nó nhất nhiều hơn ban ngày? Dạ, ban ngày nhất ít. Chủ yếu là nhất trong người thôi? Nhất kỳ ban đêm. Dạ. Dạ. Nó nhất là nó nhất. Nhất kinh lắm, nhất mà ra nếu mà mình được, mình thọc cho nó được thọc. Nhưng mà
cái phần mà huyết nó đông huyết nó là nó có cảm giác không chị? Hả? Không biết đau. Không biết đau hả? Vậy nó mất cảm giác rồi hả? Có hồi tia ấy là mình mất cảm giác bình thường, đây mình có cảm giác không vùng những tụ nó có cái má này vô cũng được. Dạ. Rồi chị ăn uống thì sao, được không? Dạ, ăn cũng ít, bữa hồi thì ăn khỏe, ăn nhiều. Dạ. Như vậy bây giờ là mình cũng tiểu tiện một chỗ luôn hả? Dạ. À, mặt biển mặt ông chồng thì cũng bự vô tao, không ở ngoài bên ngoại mà để bôi dưới. Dạ. Ủa ha, cái bình gì mà kỳ quá vậy ta? Cái này, cái máy này là mình phải mở liên tục vậy hả? 24 đêm 1. 24 đêm 24 đúng không? Ví dụ mà không có máy này mà massage là... Dạ, bác sĩ em nó bị cứng tê, cứng không massage nữa là cứng gan. Cứng gan, dạ. Cứng rồi. Dạ. Rồi cũng không biết là cái cục huyết nó lên, nó đẩy, cả nhà nó đẩy lên hả? Dạ. Cục huyết hả? Huyết. Thành huyết luôn. À, nó thành huyết nên là nó càng đẩy lên nó là lên, càng lên nó là mình càng nguy hiểm. Dạ. Bây giờ nó lên tới thắt lưng rồi. Dạ. Trời, cái bệnh gì mà kỳ, không có thuốc chữa luôn á chị? Dạ, uống thuốc cầm chừng miết đó nó mờ rạn cũng lên nó mất. Trời. Giống như là bệnh máu đông máu như vậy. Dạ. Đông má mình không biết nó thành huyết luôn, chữa lần thành huyết hết. Trời chữa không được. Rồi trời mình phải uống thuốc chứ không là nó đâm vô khớp, nó tụ vô khớp nữa. Dạ. Mà uống thuốc nó mở ngẩm vẳng luôn. Uống thuốc nhưng mà nó... Cái khối huyết nó lan ra đúng không? Dạ. Nó ăn lần ra đúng không? Dạ. Ví dụ như cái chân của chị bây giờ rời nó có cảm giác không? Có. Có cảm giác hả? Dạ. Có biết đau đúng không? Dạ. À. Nếu mà không có cái máy nó là nó sẽ dễ gây hồi tử. Dạ. À. Hồi trước là bệnh đầu tiên phát hiện ra nó là tím chân luôn rồi. Dạ. Mà bác sĩ chữa được tới nay là được. Mà hồi nữa ông nói còn xíu nó là cát chân ha, rồi nó cát cho ông khỏe. Bây giờ là cái tiền thuốc mỗi tháng là chị uống rồi có nhiều không? Dạ, tiền thuốc nó viên 70 ngàn. Một viên 70 ngàn luôn? Dạ. Là mỗi ngày một viên đó hả? Dạ. Mỗi ngày là mình uống một viên thuốc là 70 ngàn. Dạ. Là tính ra là hết 2,1 triệu. 2,1 triệu với lại thuê mua cái này là 4 triệu nữa là 6,1 triệu rồi. Dạ. Nhưng mà anh chồng thì anh làm cũng không được nhiều đúng không? Dạ. Ví dụ ai có công việc gì là kêu anh thôi chứ cũng có ổn định không anh? Dạ không ổn định lắm. Công việc thì mình bệnh quận này thì án thương thì kêu lùm phụ họ, chứ còn lùm như thợ như phụ họ đâu có lùm bàn được. Anh có đi làm hồ phụ hồ gì không? Dạ. Làm hồ chắc là không nổi đúng không? Dạ. Anh ra nắng một xíu là thở không nổi. Dạ. Nói chung bệnh của anh thì cũng rất là nguy hiểm. Dạ. Bị tim mà dạ. Nặng nữa rồi chị như thế này đúng không vậy? Thì hôm nay em cũng ghé anh chị để làm một cái chương trình hỗ trợ cho anh chị một số tiền nha. Dạ. Trước hết là thì cũng giúp cho chị có thêm một chút kinh phí rồi chị lo thuốc men rồi lo chữa bệnh nha. Dạ. Vâng, thì hôm nay em xin thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị số tiền là 15 triệu ha. Vâng, thì gồm có của các nhà hảo tâm sau là gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Dạ. Một anh giấu tên ở bên Mỹ là 1 triệu. Dạ. Chị người đồng hương ở bên Mỹ là 1 triệu. Dạ. Chị Lý Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Vợ chồng anh chị Hồng Kế Nghi ở Biên Hòa Đồng Nai là 1 triệu. Dạ. Chị Chiến ở bên Mỹ là 1 triệu. Anh Nghĩa Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị giấu tên có Zalo CN là 1 triệu. Dạ. Chị Thanh Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Trang Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Yeah. Chú Hồ Tính ở bên Mỹ là 50 đô là 1 triệu 2. Yeah. Chú Lương Thiện ở bên Mỹ là 25 đô là 600. Cô Nguyễn Thị Thanh Vân là 500. Em Mạc Ngọc Tuyết là 500. Và cô Năm Phan là 200. Đó, thì tổng số tiền là 15 triệu đồng ha. Dạ, cảm ơn bác nhớ tâm. 2, 3.
bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, đủ 15 triệu anh Hưng ha. Dạ. Dạ, em gửi ạ. À, vợ chồng em cũng biết chứ, em cũng ơn cốt nhờ hỗ tâm các anh chị mạnh quân giúp đỡ gia đình em trong cơn hoạn nạn đã ấm thuốc men. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy anh chị. Dạ, dạ. Chương trình. Anh có nghe không? Anh Hưng là bây giờ là cái bệnh của anh là lâu lâu mình phải đi khám lại chứ hả? Dạ, khổm lại. Khổm thuốc uống chứ còn duy trì đó. Nếu mà không mổ thì phải uống thuốc. Dạ, nghỉ dưỡng chứ còn. Nói chung là uống thuốc cả đời đó đúng dạ. Không? Hằng ngày là phải uống rồi, tiền thuốc là có tốn kém nhiều không? Dạ, mỗi lần đây thì khoảng cỡ 500 nghìn tiền thuốc trong bệnh viện, bảo hiểm. Dạ. Năm 700. Năm 700. Dạ. Là mỗi tháng là tầm cỡ bao nhiêu tiền? Dạ, khoảng cỡ 1,5 triệu. Ừ. Tháng đi 2 lần. Tháng đi 2 lần dạ, hả? Dạ, vô chụp phim, siêu âm. Dạ. Mới là xét nghiệm máy mới dạ. Là thuốc. Còn vợ của anh đó là chỉ có hai đi viện không? Dạ, mấy lào đây, mấy đặt đây, đau đây, nằm đây, mỗi lần đây phải thuê xe. Dạ. Yeah. Đi kiểm tra má, mới là siêu đường mạch má, kiểm tra có đồng lòn không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nhưng mà chỉ thường thường chỉ đi là bệnh viện nào? Chỉ ra Đà Nẵng hay sao? Dạ, Đà Nẵng có mà muốn, nhưng bây giờ mà xoa quá đây không ái thì chạy ra Bình Đức. Dạ. Yeah. Dạ. Bệnh Đức bác sĩ Hoàng ở Huế ông vô ông yeah. Chuyên khoa mạch máu. Dạ yeah, dạ. Yeah. Vợ chồng em cũng biết chứ em cảm ơn cốt nhờ hỗ tâm các anh chị mạnh quân giúp đỡ gia đình em trong cơn hoạn nạn đã ấm thuốc men. Dạ. Yeah. Cảm ơn mấy anh chị. Dạ yeah, yeah. Chương trình. Anh có nghe không? Anh Hưng là bây giờ là cái bệnh của anh là lâu lâu mình phải đi khám lại chứ hả? Dạ, khổm lại. Khổm thuốc uống chứ còn duy trì đó. Nếu mà không mổ thì phải uống thuốc. Dạ, nghỉ dưỡng chứ còn. Nói chung là uống thuốc cả đời đó đúng dạ. Không? Hằng ngày là phải uống rồi, tiền thuốc là có tốn kém nhiều không? Dạ, mỗi lần đây thì khoảng cỡ 500 nghìn tiền thuốc trong bệnh viện, bảo hiểm. Dạ. Năm 700. Năm 700. Dạ. Là mỗi tháng là tầm cỡ bao nhiêu tiền? Dạ, khoảng cỡ 1,5 triệu. Ừ. Tháng đi 2 lần. Tháng đi 2 lần dạ, hả? Vô chụp phim, siêu âm. Dạ. Mới là xét nghiệm máy mới dạ. Là thuốc. Còn vợ của anh đó là chỉ có hai đi viện không? Dạ, mấy lào đây, mấy đặt đây, đau đây, nằm đây, mỗi lần đây phải thuê xe. Dạ. Yeah. Đi kiểm tra má, mới là siêu đường mạch má, kiểm tra có đồng lòn không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nhưng mà chỉ thường thường chỉ đi là bệnh viện nào? Chỉ ra Đà Nẵng hay sao? Dạ, Đà Nẵng có mà muốn, nhưng bây giờ mà xoa quá đây không ái thì chạy ra Bình Đức. Dạ. Yeah. Dạ. Bệnh Đức bác sĩ Hoàng ở Huế ông vô ông yeah. Chuyên khoa mạch máu. Dạ dạ. À bây giờ là chị Hiền là năm nay 39 tuổi, bây giờ là cái bệnh của chị là hôm nay là được 3 năm đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà phát nặng là mới năm mấy thôi. Năm mấy. Dạ, nhưng mà chị cảm nhận cái bệnh này nó như thế nào? Mình này nó nặng. Nặng đúng rồi. Dạ. Ừ. Ví dụ như còn bác sĩ nói trời nó hiếm gặp, trời mình cứ chữa đi ra được ngày nào được thôi. Dạ. Ví dụ như còn đi đứng được này kia thì cũng còn ái này. Dạ. Rồi giờ mình còn trẻ mà tự nhiên mình đau cái bệnh lạ kỳ như thế này rồi nằm chỗ rồi cũng tội quá ha. Dạ. Rồi chị thấy bây giờ là gia đình của mình cũng chắc là cũng phải đã rơi vào cái thế mà bế tắc. Công. À. Trong khi cả nhà hai vợ chồng bệnh nặng hết rồi ba đứa con nhỏ nữa. Dạ. Ừ. Con em, tụi em, tụi hạt. Dạ. Thế vợ chồng đã hết cái bệnh nghiệp nghèo quá. Dạ. Rồi trước giờ là chị làm công nhân thôi đó hả? Dạ. Làm cũng lâu rồi đó hả? Dạ. Chị làm công nhân thôi vậy. Công nhân thì ở quê mình thì cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà từ khi phát bệnh đến nay chắc cũng chạy chữa cũng quá trời rồi hả? Nhiều lắm. Nhà mình có thuộc hộ nghèo gì không?
khó khăn. Cũng khó khăn. Dạ. Rồi chắc là cũng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Có ai kêu gọi giúp đỡ cho mình không? Dạ chưa có bữa nay mới có. Dạ. Có mấy cô còn giúp xin giọng dọn như mấy cô bán bún bún đồ, bán cơm đồ, xin người này đồng người kia đồng hay gì góp cho. Chủ yếu là nhờ bà con. Dạ. Anh em. Dạ. Có ai khá giả không? Dạ ai cũng lo lộn có con nằm cái ấy. Năm thì có gồm ai cũng lo gia đình hết hả? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ em cũng đến thăm anh chị và cũng thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh chị một cái phần kinh phí ha. Dạ. Bây giờ thì em cũng xin phép em đi nha. Dạ. Cũng mong là anh chị có thêm cái nghị lực cũng như là cái sức khỏe để mình tiếp tục mình chống chọi lại cái bệnh của mình nha. Dạ. Chị ha, chị cố gắng dạ. Ha. Yeah. Cảm ơn rất nhiều hậu tâm yeah. Giúp đỡ cho em yeah. Rất hết cảm ơn anh Phi yeah. Rồi thôi chị Hiền với anh Hưng cố gắng đi nha. Dạ cảm ơn rất nhiều hậu tâm rất có anh chị mình đồng bộ. Dạ dạ rồi thôi Phi cũng xin tạm dừng chương trình tại đây và cũng cảm ơn các nhà hậu tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho hai vợ chồng anh Hưng và chị Hiền có được cái khoản kinh phí để tiếp tục chạy chữa. Phi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mấy chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha. Yeah.